Em mời các bác xem chiếc xe này nhá các bác ơi. Các bác nhìn này, chiếc xe đẹp chưa? Đấy. Phần vỏ vẻ sơn si bên ngoài các bác nhìn này, rất lạ luôn đúng không ạ? Rất là hai màu, kiểu dạng 3D đấy ạ. Đấy các bác nhìn xem. Và la răng của chiếc xe này cũng đã được lên la răng của đời cao rồi các bác nhá. Đấy, nhìn đẹp chưa? Đây, các bác cùng xem. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi, số tự động. Rất là to, cao và rất là hầm hố và rộng rãi. Rất là hầm hố luôn. Tiếp sẽ quay cho toàn thể các bác xem. Đồ chơi của chiếc xe này anh chủ cũng đã lên kín rồi các bác ạ. Từ bên ngoài cho vào đến bên trong. Tiếp quay cho các bác xem bên trong nhá. Bên trong nhìn nó chất lòi luôn các bác ạ. Rất là chất. Đây các bác nhìn xem. Con xe được mang tên là Toyota Fortuner và được sản xuất năm 2008, số tự động, máy xăng 2.7 2 cầu. Và đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là nhập khẩu nguyên chiếc chứ không phải là xe lắp ráp trong nước đâu. Thì thường thường những cái chiếc xe mà đời từ 2009 trở lên thì nó toàn là lắp ráp ở trong nước thôi, chứ còn thì chưa được nhập khẩu các bác nhá. Đấy, những mẫu xe mà đời thấp hơn thì nó là nhập khẩu đấy ạ. Những mẫu xe nhập khẩu thì các bác biết rồi là nó sẽ luôn luôn là chắc và bền, đúng không ạ? Luôn luôn chắc và bền. Và thân vỏ nó sẽ cứng các bác nhá, và chạy nó sẽ đầm hơn so với những chiếc xe mà lắp ráp ở tại Việt Nam. Đấy các bác nhìn xem. Cặp đèn pha này các bác này. Đấy, đèn pha của xe được nên cái loại đèn mà nó hơi đen đen mà mờ rồi đúng không ạ? Và có đèn bi cầu siêu sáng các bác nhá. Lốp của xe vẫn còn rất là dày và rất là mới. Đây các bác nhìn xem, rất là dày luôn. Đấy, la răng phay các bác nhìn kìa. La răng phay này là răng la răng của những chiếc xe đời cao rồi các bác nhá. Đây, em mời các bác xem một vòng xung quanh. Đấy. Thiết kế với sơn kiểu 3D các bác nhá, kiểu 3D đấy ạ. Con này mà đi ra ngoài đường thì sẽ chắc chắn sẽ gây sự chú ý của nhiều người đây đúng không ạ? Vừa màu đen hay là vừa là màu xanh đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ tiến hành mở cái phần nội thất bên trong ra cho các bác xem để các bác thấy được là cái nội thất của chiếc xe này anh chủ độ những gì và độ đẹp của nội thất của chiếc xe này ra làm sao các bác nhá. Đây, đặc trưng là cái bộ ghế đúng không ạ? Rất là khác lạ so với lại những chiếc xe khác đúng không ạ? Mà cái màu da này đấy ạ, rất ít có các bác nhá. Nhiều khi là các bác mình tìm để mình bọc cái da này không có đâu, cái màu này là ít lắm, rất ít luôn. Và trang bị thêm có một số những cái tính năng thì đây các bác cùng xem là có màn hình giải trí Android cỡ lớn này. Đấy, có sim 4G các bác nhá. Đấy, rồi có cam hành trình này. Đấy. Rồi đây nữa, cả cam hành trình đây nữa nhá. Đấy. Hai màn hình liền cho mình để các bác xem. Và chìa khóa nhá, chìa khóa của chiếc xe này cũng đã được lên chìa khóa của những chiếc xe đời cao rồi. Và tiện đây các bác xem luôn cho em cái vô lăng. Các bác nhìn xem, vô lăng của xe rất đẹp. Vì xe chạy ít cho nên là những cái logo và những cái phần cạnh của vô lăng này nó không bị kém xấu và không bị mòn bạc các bác nhá. Nhiều con em thấy dòng Fortuner này những cái vị trí này hay bị mòn bạc lắm, nhưng con này của em là chưa bị luôn, cũng còn rất đẹp đúng không ạ? Vẫn là cần số của chiếc xe, cần số zig zag, thiết kế là có hai cầu các bác nhá. Và đây là vị trí để mình tắt bật dàn điều hòa phía sau. Chiếc xe được thiết kế là có hai dàn điều hòa. Và đây là cổng điện ra 12V. Chỗ này là sấy sưởi kính đây. Đấy. Và đây là có một cái loa check các bác nhá. Và có cả loa sub để ở dưới gầm nữa rồi các bác nhá. Trang bị có hai túi khí an toàn, một túi bên đây và một túi ở giữa vô lăng. Chỗ này được sơn kiểu vân đá này các bác nhìn này, rất là sang luôn đúng không ạ? Chỗ này thiết kế có cốp đồ nhá. Đấy, và chỗ này có cái viền bằng thiết kế là kiểu đèn các bác nhá, đèn đây này. Đấy. Khi các bác bật lên, cái đèn nó sẽ hoạt động, cái đèn viền nó sẽ hoạt động và nó sẽ chuyển màu rất là nhiều loại màu luôn, rất là nhiều loại màu luôn các bác nhá. Trần của xe được lên trần 5D rồi. Dàn điều hòa của chiếc xe này được thiết kế nằm ở dưới cuối các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem cho em những cái phần vị trí này này. Đấy, vị trí này vẫn còn rất là sáng luôn này. Đấy, rất là sáng luôn. Và sàn của chiếc xe được thiết kế là sàn da, có lót thảm rối ở trên này rồi thì các bác xem. Đấy, thảm trên này rồi nhá các bác nhá. Cái ghế thì hiện tại đang được đưa lùi về phía sau. Bây giờ thì em sẽ đưa lùi về phía trước cho nó đúng ở vị trí nó đi. Nội thất cực rộng, thân vỏ cực kỳ là dày, chắc cứng các bác nhá. Đây, rất là cứng và dày luôn. Và con xe này thì cũng đã được dán cách ồn rồi. Ở phần cánh này là dán cách âm cách ồn rồi nhá. Người ta
tháo ra mà người ta sẽ dán một lớp bên trong để cho nó đi nó ổn các bác nhá. Đó vâng, chống ồn đấy ạ. Và có lẹp chân kính này, kính của xe đều bọc dán toàn bộ rồi, có mềm thanh giá lóc các thứ đầy đủ. Hiện tại em đang giới thiệu sơ qua. Đấy, một chút nữa sẽ là chi tiết các bác nhá. Đấy, cái gối mà anh chủ trước vẫn còn để nguyên, để nguyên cho mình. Đây, lốp rất là dày luôn các bác xem, khá là dày. Và con xe này củ máy củ số của xe vẫn còn zin các bác nhá. Xe thì cam kết những cái vấn đề tai nạn đâm đụng bằng nước. Đấy, các bác yên tâm những vấn đề đó là không có các bác nhá, yên tâm như vậy. Xe thì nó ok luôn. Đây, em sẽ mở cả cốp nó ra cho các bác ngắm. Cốp của nó rất là rộng, ngồi được nhiều người, vẫn để được đồ thoải mái luôn các bác nhá. Bây giờ trời cũng đang chuẩn bị mưa thì em sẽ quay nhanh thôi. Các bác này mình chú ý đón xem nhá. Các bác khi quan tâm đến chiếc xe này hoặc là bất cứ một chiếc xe nào của bên em thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Bên em cũng đang dùng Zalo theo ba số đó luôn. Và các bác tới để ở địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương nhá. Đối diện 225 Trường Chinh. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem đây. Đây các bác nhìn cho em. Phần cánh cửa, răng cửa vẫn là răng cửa zin. Nó có những cái lỗ này này các bác này. Nó có những cái lỗ này là dòng zin các bác nhá. Đấy, dòng zin nguyên bản đấy ạ. Và chỗ này được sơn vân đá các bác nhìn xem, vân đá vân gỗ nhìn rất là sang đúng không ạ? Nhìn chiếc xe rất là sang luôn. Chỗ này được bọc dán màu cam. Keo chỉ mép cánh cửa thì nó vẫn còn đây các bác nhìn xem, vẫn còn này. Đây, vẫn còn. Xuống cho cậu quay nào. Cậu quay lấy cho em may cho bị kẹp trong đây rồi. Với cái phần nhựa của cánh cửa đây các bác nhìn này. Đây, cái đồ nhựa, cái độ đẹp của nhựa các bác nhìn này. Nó đã bị xấu đi lâu đúng không ạ? Đây, các bác nhìn xem. Quá ok luôn. Từ cái phần tay lắm mở cửa này. Và chỗ vị trí được sơn vân đá này, đúng không ạ? Vách cửa nhá. Và đây là phần táp lô nhá. Táp lô đây. Dòng xe đến từ hãng Toyota. Dòng loại xe mà nó rất là bền lành, cực kỳ bền luôn. Dòng này thì bền vô đối rồi, bền vô đối luôn, chạy rất là đồi đồng cối đá các bác nhá. Vâng, và đây tiếp theo ạ, các bác nhìn xem keo chỉ mép cánh cửa đây, tất cả bốn cánh keo chỉ vẫn còn nhá. Đây, keo chỉ cánh cửa vẫn còn đây, các bác nhìn xem tem vào vị trí cửa này vẫn còn này. Chỗ này là chốt cửa trẻ em nhé. Đây cái chốt này này, cái chốt nhỏ này các bác này. Và bốn cánh của xe thì nó là đẹp đều như nhau. Các bác xem đây, đẹp đều như nhau hết nhá. Xe ok chưa ạ? Bước lên bước xuống là có luôn rồi. Cốp nóc đúng không ạ? Đây nhá, cái phần vách cửa này. Các bác nhìn xem, chỗ này còn rất là sáng này, nó chưa bị han ố nhá. Nhiều con là han ố rồi. Con này của em chưa bị han ố. Bậc bệ bước lên bước xuống là có đầy đủ này. Đây. Đây các bác xem, có một quả lo súp được để ở dưới gầm vẫn nguyên nhá. Các bác mua là tặng cho các bác quả lo súp này luôn, tặng luôn các bác nhá. Các bác mua là các bác mua chiếc xe này là mình đợi luôn một cái bộ đồ chơi rồi đúng không ạ? Bộ đồ chơi rất là giá trị, bộ đồ chơi này là trị giá lên đến rất là nhiều tiền các bác nhá, đến cả vài chục triệu đồng đấy ạ, không ít đâu, gần trăm triệu đồng ấy, không ít đâu các bác nhá. Bộ đa năng kia là tiền. Nút phòng của xe được đặt ở dưới gầm. Ở phía sau đây thì có cả cái đây nha, chỗ này là có một cái loa, trước là cũng thiết kế một quả loa súp nữa để dưới này, để dây điện để đi ra quả loa súp này các bác này. Đấy. Thiết kế hai quả loa súp luôn thì anh chủ trước tháo một quả rồi, bây giờ còn một quả thôi các bác nhá. Và đây là cái dàn điều hòa phía sau, có công tắc và có hai cửa gió đây các bác này. Đấy, thổi cho cái hàng ghế phía sau này các bác nhá, rất là mát luôn thì mình đi vào mùa hè. Đây là tổng thể cái phần nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang quay từ dưới lên. Đấy, khoáng nước cũng đây, không bị han ngọt gì nhá. Và chỗ này các bác nhìn xem là có cả cam nhá, cam ở trên đây rồi này, và cam ở cả cốp này nữa này. Đây, cam cốp này, hai cam kìa, chiếc xe có cái hai cam, cam trên gương và một cam thì ở dưới màn hình.
bác nhìn xem là nó xoay cả mặt em ở trên cái màn hình kia các bác nhá. Em che này nhá, em che này, em che này lại thì đấy, bác nhìn xem cái màn hình ở trên đi kìa, cái màn hình ở trên gương này kìa, cái mặt em ở trên gương luôn. Còn đây là phía sau, các bác thấy này, có cảm biến lùi nhá, có mấy cái mắt cảm biến lùi, bốn cảm biến, bốn mắt cảm biến lùi này. Có một xe mang biển Hà Nội tên tư nhân, tên là Nguyễn Thị Thu Hương đấy. Dạ vâng. Và chị này đăng ký năm năm 2014 các bác nhá, 2014 chị đăng ký đến bây giờ. Và bây giờ thì đã nhượng lại cho em chiếc xe này. Biển số rất đẹp và dễ nhớ đúng không ạ? Các bác nhìn này, biển số rất đẹp và dễ nhớ luôn. Đèn của xe thì cũng đã được ốp lốc ở một số vị trí đây. Biển đèn là ốp lốc rồi. Và đèn của xe được dán màu đen các bác nhá. Các bác nhìn xem đèn này, đèn đẹp chưa? Đây đèn đây. Chỗ này có một cái vị trí để tránh xước cho phía sau. Côn vỏ của xe hoàn toàn là không bị mục mọt han gì gì các bác nhá. Tất cả toàn bộ xung quanh là không bị mục mọt han gì gì đâu. Ok luôn. Và đây em mời các bác xem này. Anh cho chỉ cánh cửa đây. Do cửa đẹp nguyên, chưa bị rách cái nào. Tắp đi cánh cửa đồ nhựa đẹp. Do anh chủ trước là giữ gìn, do vợ chồng anh chủ trước là giữ gìn nhá, cho nên là xe mới được đẹp như thế này. Bên em chỉ bán những chiếc xe đẹp, các bác mình cũng đã biết đúng không ạ? Những chiếc xe mà nó còn chất lượng như này bên em mới nhập về nhá. Chiếc xe mà kém kém thậm chí là rẻ hơn nhiều bên em cũng nhập đâu. Giá tiền thì nó là phù hợp với thị trường, chứ không phải là em mua xe đẹp mà giá nó lại cao các bác nhá. Xe đẹp giá cao là bên em cũng cao quá là em không mua đâu. Đây các bác xem, ở chỗ này có một cái vị trí móc khóa cánh cửa chỗ này các bác này, rất là sáng đẹp này các bác nhìn này. Đấy, rất sáng đẹp luôn. Một bu lông này chưa bị vặn vọ nhá, cái vòi voi này dòng trong sơn zin đem nguyên. Đấy, đem có thể vẫn nguyên. Và chỗ này nhá các bác nhìn xem, có một quả là súp nữa, là hai quả rồi đúng không ạ? Mà em còn chưa nhìn ở dưới gầm ghế ở khu vực phía sau là biết còn quả nào không cơ. Thì hiện tại em thấy là hiện tại mà có hai quả trên đây rồi, một quả phía đằng sau thì em thấy tháo, còn thì hai quả trên đây em thấy vẫn còn này. Đấy, cũng gọi là anh phải nói anh chủ trước ăn rất là chơi đúng không ạ, rất là chơi luôn. Kính điện auto, chỗ này chốt cửa, chỗ này chỉnh gương, cục gương nằm ở đây các bác nhá, nằm ở đây này, toàn bộ ở đây. Đấy, cửa gió đây, đắp lô đây. Và có cảm biến áp suất lốp các bác nhá. Cảm biến áp suất lốp được làm ở đây. Cảm biến áp suất lốp này các bác khi lắp là mình cũng mất đến mấy triệu đấy ạ. Phải mấy triệu mới lắp được cái cảm biến áp suất lốp 4 bánh các bác nhá. Cảm biến 4 bánh luôn. Đấy, 4 bánh đều được lắp rồi. Quá ok luôn đúng không ạ? Chẳng lẽ chiếc xe này em lại để em đi mất. Vâng. Bác nào mua luôn thì em không mất, em mất cơ hội đi nhá. Còn bác nào mà chưa mua là em lại để em đi lại đây. Xe nó quá ok luôn đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem, độ quá nhiều đồ chơi rồi. Đây, xe quá chất lượng luôn đúng không ạ? So với đời thì nó thực sự là ít có con nào mà được đẹp như con này. Nhà anh chị có điều kiện cho nên là cũng không tiếc để đầu tư vào xe, đầu tư đồ chơi rồi bảo dưỡng xe các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem đẹp chưa? Đấy. Đây những cái dòng cửa này, ok chưa? Lốp này đẹp cả dàn các bác nhá, cả dàn lốp còn rất là đẹp luôn nhá. Cái vị trí này đấy ạ, cái này để cho mình ngồi nó không bị mỏi lưng mỏi gối các bác nhá. Đây này, hai cái vị trí này để cho bác mình tựa này. Mở nóng thì các bác thấy là rất là êm và nhẹ nhàng đúng không ạ? Cái tem này thì có thể bóc được ra nhá, cái tem màu đỏ đỏ này, đỏ đỏ trắng trắng này, các bác có thể để quên đen và xanh thôi, và mình có thể bóc cái tem màu đỏ trắng đi ra để tùy theo sở thích. Các bác có thể quên là có thể bóc ra các bác nhá, rất đơn giản. Tiếp theo quay máy và quay gầm nữa cho bác xem. Các bác mình chú ý nó xem hết nhá. Dạ vâng, bây giờ thì đến phần gầm máy thôi. Các bác xem nhá, gầm máy đây ạ. Đây, gầm sáng. Không mục, không ngọt, không móp, không méo. Các bác nhá.
hai cầu dùng đủ. Bác nào mà cũng muốn dùng hai cầu thì mình có thể tháo một cầu ra, mình tháo cái trục cắt đăng ra, thế là chỉ còn một cầu thôi các bác nhá. Có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương này. Đấy, rồi cần anten có thứ đầy đủ này, đẹp bè mưa thứ này ok, ok đầy đủ này. Đây, kính của xe bọc dán xung quanh toàn bộ rồi. Đèn đây, bác nhìn xem. Quả bi này bật ban đêm lên thì người đối diện chỉ có quáng mắt luôn thôi. Được quá sáng các bạn. Xe nó đẹp, lại được cái biển đẹp, lại biển Hà Nội luôn đúng không ạ? Quyền là đi được thôi, không cần phải sang tên làm gì các bác nhá, làm công chứng rồi đi. Bây giờ là cái động cơ của chiếc xe mà em sẽ quay cho bác xem. Với thiết kế là động cơ 2.7 2 cầu, có 4 máy thôi các bác nhá, không phải là nhiều máy đâu, chỉ có 4 máy thôi. Và đây là máy, các bác nhìn này, máy đẹp chưa, sáng chưa. Đấy, máy zin các bác nhá, máy của xe là vẫn còn zin đấy ạ. Đây các bác nhìn xem máy đẹp chưa, ra máy xe rất là sáng nhá. Máy số ngon, các bác hoàn toàn tâm, bên em đã test kiểm tra tất cả những chiếc xe bên em lấy về đều phải được kiểm tra về máy số trước các bác ạ. Đây có sinh nhan báo rẽ nằm trên gương, đăng kiểm tháng 9 năm 22 các bác nhá. Vâng, đây là phần dưới gầm tiếp theo của cái chiếc xe này. Xe nhập khẩu cho nên là phần gầm của xe đấy ạ, phần tôn vỏ của xe đấy ạ, nó rất cứng nha các bác nhá, rất cứng luôn, và nó sẽ tốt hơn so với những mẫu xe mà lắp ráp Việt Nam. Dạ vâng. Rồi video này, chiếc xe này em đã giới thiệu và quay cho bác mình xem xong. Bác liên hệ sớm cho bên em theo ba số điện thoại hotline như em cũng vẫn đã đọc là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Bên em đang dùng Zalo theo 3 số đó, các bác mình hãy kết nối để được biết thêm mọi thắc mắc, mọi thông tin, mọi vấn đề, mọi những cái gì mà các bác mình cần biết thêm hay thắc mắc, các bác Zalo gọi điện các bác nhá. Ở số này không được thì các bác gọi số khác cho em, lúc này không được các bác gọi lúc khác vì bên em cũng bận nhiều, khi là khách hàng gọi đến nhiều đấy ạ, không nghe kịp luôn các bác ạ, không nghe kịp luôn nhá, cho nên là các bác mình cứ gọi cho em liên tục vào. Vâng, về vấn đề là sang tên đổi biển hoặc là các bác muốn sang làm ủy quyền đi thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho bác mình đầy đủ. Về vấn ship xe nhá, bác nào ở trong miền Trung, miền Nam muốn ship xe bên em đều ship đến tận nhà cho được, rất đơn giản thôi, hỗ trợ luôn cho các bác, để các bác mình không phải suy nghĩ lo lắng lăn tăn gì về những vấn đề đấy các bác nhá. Vâng, chiếc xe này em đã giới thiệu và quay xong rồi, các bác như mình bây giờ chỉ bàn về giá thôi đúng không ạ. Và chiếc xe này thì đợt trước em bán một con đồ chơi ít hơn, xe thì không đem bằng mà em còn bán 350 các bác ạ. Đấy, mà em còn bán 350 cơ mà. Đồ chơi không đẹp, không đồ chơi không nhiều bằng nha, và chất lượng xe là không đẹp bằng mà em còn bán được 350. Thì các bác biết được, thử hỏi là bây giờ các bác mình mua chiếc xe này là giá bao nhiêu ạ? Các bác mình theo các bác mua được chiếc xe này giá bao nhiêu? Và các bác mua được bao nhiêu thì các bác cứ báo cho bên em biết nhá. Cứ báo cho bên em biết, cứ alo bên em để bên em sẽ tính toán làm sao để cho bác mình mức tiền làm sao là hợp lý nhất các bác nhá. Giới thiệu với các bác là dán cái phần bên ngoài đấy ạ, các bác phải bỏ ra mấy chục triệu các bác mới dán được cái phần nước sơn này, nó đẹp như này. Con này là dán nhá, chứ không phải là sơn các bác nhá, chứ không phải sơn đâu, dán đấy ạ. Đấy thì bác nào mà ví dụ mà mình đi mình làm xước chỗ nào thì mình đi dán lại đấy, mỗi một cái miếng nhỏ bằng bàn tay thôi các bác, dán phải mất mấy trăm nghìn các bác nhá. Thì cả một cái xe này thì nó sẽ là mấy chục triệu đấy. Đợt trước em đi dán và người của em cũng đi dán rồi, chiếc xe này nó phải lên tầm là 30 triệu tiền dán các bác nhá, và những đồ chơi khác. Thì chiếc xe này nó lên cả là xít sót 100 triệu đồng tiền đồ chơi. Giới thiệu của bác này như vậy, bác mình thấy là đồ chơi chiếc xe này nó khủng như thế nào đúng không ạ? Vâng. Video này và chiếc xe này em đã quay xong rồi, các bác mình hãy liên hệ sớm để chốt giá đẹp nhất. Các bác tới địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh để mình xem xe các bác nhá. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của bên em và nhấn theo dõi trang fanpage của bên em để xem thêm và đồng hành với bên em trong những video lần tới các bác nhá. Rất nhiều video được đăng lên cho bác xem. Nhấn like như này và nhấn nút chia sẻ nữa để ủng hộ em. Vâng, đấy là một cách ủng hộ các bác nhá. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm ủng hộ bên em. Cảm ơn rất là nhiều.